Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa phát thông tin về việc điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó giảm giá tất cả mặt hàng trong kỳ điều chỉnh ngày hôm nay, ngày 21 tháng 3. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 650 đồng trên lít, từ mức 28.980 đồng trên lít xuống còn 28.330 đồng trên lít. Giá xăng RON953 giảm 630 đồng trên lít, từ mức 29.820 đồng trên lít xuống còn 29.190 đồng trên lít. Các mặt hàng dầu có biên độ điều chỉnh giảm mạnh hơn, gồm dầu diesel giảm 1.630 đồng trên lít, có giá hiện tại là 25.268 đồng trên lít giảm xuống còn 23.638 đồng trên lít, dầu hỏa giảm 1.670 đồng trên lít, từ mức hiện tại là 23.918 đồng trên lít xuống còn 22.248 đồng trên lít. Mức giá như trên có được là do diễn biến giá dầu thế giới trong 10 ngày qua giảm, có thời điểm xuống dưới mức 100 đô la Mỹ trên thùng. Do vậy, bình quân giá xăng dầu thành phẩm cũng giảm theo, đặc biệt với mặt hàng dầu, nên trong kỳ điều hành lần này, Liên Bộ quyết định trích lập vào quỹ bình ổn để tăng thêm nguồn quỹ trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp lớn đang âm quỹ. Cụ thể, với xăng E5 RON92 trích lập vào quỹ là 200 đồng trên lít, RON95 trích lập vào quỹ là 50 đồng trên lít. Các mặt hàng dầu trích lập vào quỹ với dầu diesel là 400 đồng trên lít và dầu hỏa là 200 đồng trên lít. Như vậy, sau 6 lần tăng liên tục từ đầu năm đến nay, do tác động của diễn biến giá thế giới tăng, giá xăng dầu ghi nhận mức tăng cao nhất trong 8 năm trở lại đây. Kể từ tháng 7 năm 2014, thì lần đầu tiên trong năm nay, giá có một phiên hạ nhiệt. Cùng với việc giá xăng dầu giảm, người dân, doanh nghiệp kỳ vọng giá có thể giảm thêm nhờ vào quyết định giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu. Theo đó, chiều thứ Tư, ngày 23 tháng 3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận và thông qua nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mở nhờn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, với mức dự kiến giảm là 50% so với quy định hiện hành. Giá xăng dầu được kỳ vọng giảm thêm để bớt đi gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình phục hồi hậu Covid.